Chợt quá hai đứa ơi. Má trời. Quá trời chơi ngu quá. Em mà người ta có qua, tao có qua chửi không? Không sao, không sao, tôi khó lên hình, tôi xấu thằng không có lên hình. Thôi, kết thúc vlog đây nha. Chụp tao phải lại đi chứ đang chịu trên xuống. Ê lãng mạn quá vậy, ê nhìn lãng mạn quá hả? Ờ nhưng mà mày đừng bật phim tại vì cái thằng thằng từ đang kiểu sao không bật cái này chút chút lên. Chết chết thì còn nhỉ đâu. Chụp chụp lên. Ê giờ mặn em. Ê không mày bật phim lại để tao chụp chứ. Dễ quá. Trời ao nét luôn. Ok. Hai đứa bên. Trời hai con hậu kỳ này chắc trường lương quá. Thế nào mất thân thương cũng bị chợ chị chỉnh rồi. Nhìn nó màu mờ sao á. Trời ao nét nữa. Ok. Ủa sao thấy cái nến nó muốn tàn luôn rồi mà. Xuống dưới bận cái đầm sa rê lên đây luôn. Bận cái đầm gỗ đầu ngủ lên đây vậy. Tao nói nghe nè mày, nói mày chỉnh tóc cho nó cái gì. Tao thấy tóc của Trang. Về mày chỉnh tóc thằng Thương với chiếc tóc lén buồn đợi chả. Tôi buồn quá mọi người. Ok. Hỏi nữa. Tao chưa kịp quá. Tao còn xa đi. Tao ngay tôi chỉ có thang quay lên hồi nãy tao vừa kêu hai đứa đi sâu đó. Trời ơi. Rồi hiện tại là mọi người đã thay đồ để chuẩn bị. Rồi ok là cắt bánh đi, là cắt đi, là cắt đi. Bọn quay luôn, bọn quay luôn. Phải khảo tha thái cái nơi, thái cái nơi trước. Ủa? Cái nơi kỳ vậy? Ủa anh, cái này hình như nó có cái lớp ở ngoài đúng không ta? Nè, cái lớp ở ngoài nè. Cầm bánh nó có cầm cái dao cái đàng hoàng lại coi. Ừ đúng rồi. 2, 3, vô. Rồi. Rồi. Tôi sợ chắc không được. Rồi rồi rồi. Thôi, thì nó được cái bộ. Rồi. Cắt cái nữa, cắt cái nữa, cắt thêm một cái nữa. Cắt ở cắt liền xuống dọc xuống. Ừ đúng rồi. Cắt đi, tao quay nãy giờ mà. Rồi, xuất sắc. Ok. Rồi, là ăn bánh nè, là ăn bánh nè. Là ăn bánh đi, mai còn rất môn nè. Ủa, mai không thi nữa hả? Rồi. Ủa, anh không thi nữa hả? Tưởng anh cũng thi luôn đó. Rồi. Thức thắc liền. Trời ơi, cái này mà bọn à, cái này chạy rồi. Chạy rồi. Không sao, để nhưng mà mấy cái bánh trái cây là bánh tươi là trong ngày cho nên là cũng. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi giờ ngồi ăn bánh luôn rồi. Anh đi xuống lấy dĩa đi tưởng. Ủa mình đang up party sinh nhật mà sao đang diễn ra qua môn mà vậy? Dạ ok. Rồi chào mọi người, chào mọi người ơi, kết thúc vlog ơi. Chào mọi người, chào mọi người nhân vật chính ơi. Từ từ qua đây đem quá. Ê nó nghe là chú chụp hình với bánh kem luôn á. Vô, cảm ơn mọi người chậm chậm lọt đôi lời, đợt nay ngày của mình mà, đôi lời đợt ấy. Cảm ơn mọi người. Ê, nhưng mà về thì phải ngồi đâu lại, hai đứa.
Ủa hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Cảm động không? Cảm động không? Có, sức của người đúng rồi. Đâu đâu cầm cả cảm xúc sao đâu. Không dễ thương luôn cả luôn mũi rồi. Mình sẽ thể chụp được con là không cần còn đau lại. Không còn giờ ra đây. Quay quay nha quay nha. Mai sẽ chụp tao cái chân nhất. 1, 2, 3. Rồi chị thân thương rồi. Nhưng mà chị thân thương vui nhé. Trời tăng tăng mà chứ. Trời hạnh phúc dễ sợ lát hồi tường chưa thấy bà luôn. Trời ơi, vô đây, vô đây, tôi đập ông Mai cho, vô đây. Từ từ, chị ơi, chụp ảnh, chụp lại hai đứa nha. Ngồi đi, ủa sao anh bởi ngồi với em, bởi nó nhỏ. Trời ơi, lãng mạn, với giống quỷ mùa đông quá vậy. Ủa, hai đứa đàn lá hồi đi dần trọn, mà sao mà nó nghe nhẹ chơi trời. Ủa nó nói gì mà anh đập đầu vô tường vậy? Kêu tao mồm hôi quá. Trời ơi. Ê lâu lắm luôn rồi tôi mới quay trở đây đi mọi người. Trời ơi. Trời ơi đừng dậy. Quay xa xa đi đó không tốt rồi. Mấy chín. Mọi người vui. Ok.